Tử vi 2023 tuổi nhâm tuất 1982 năm mạng, xem tử vi 2023 tuổi nhâm tuất 1982 năm mạng để luận giải chi tiết vận hạn về công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình duyên gia đạo, sức khỏe tai ương. Trong năm Quý Mão. Từ đó giúp đương số nắm bắt vận các hung, gặp thời tốt thì tận dụng phát triển, gặp vận xấu thì hạn chế tiến hành việc quan trọng, đề phòng xui xẻo. Thông tin cơ bản về tuổi nhâm tuất nam mạng năm quý mão, năm sinh, 1982, tuổi âm lịch, 42, cầm tinh, con chó, vận niên, hầu thực quả, khỉ ăn trái cây, sao hạng, sao vân hán, hạng thiên la, kim lâu, phạm kim lâu tử, hại cho con, tam tai, không phạm tam tai, hoang ốc, phạm hoang ốc. Chi tiết tử vi tuổi nhâm tuất năm 2023 nam mạng, 1 xem tử vi 2023 nhằm tuất nam mạng theo can chi, ngũ hành, xét về thiên can, nhằm gặp quý bình hòa, khó khăn, thách thức sẽ không ngừng xuất hiện nhưng đồng thời đó lại là cơ hội để đương số phấn đấu trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Công việc duy trì ổn định, không còn quá sóng gió như trước. Các nguồn thu cũng phong phú hơn, đời sống vật chất khá dư dả Xét về địa chi, tuất gặp mão lâm cục diện nhị hợp. Cục diện này mang tới sự nâng đỡ kịp thời mỗi khi bản mệnh rơi vào thế khó. Công việc có thể mở mang thêm, có đầu có cuối rõ ràng. Theo đó tiền bạc cũng thêm phần dồi dào, tiêu xài không còn phải quá căng ke như trước. Xét về ngũ hành, được lưu niên tương sinh, vận khí thêm vượng, gia đạo hài hòa, đón thêm tin vui về con cái. Tài khí cũng không ngừng sinh sôi nảy nở giúp đương số nâng cao chất lượng cuộc sống. Thời điểm làm giàu đã đến hãy tận dụng thời cơ để dòng tiền lớn chảy âm âm về túi. Tiểu kết, năm quý mão 2023 được đánh giá là một năm nhiều các lành với nam mạng nhâm tuất sinh năm 1982. Sự nghiệp có bước tiến triển mới, khó khăn không ít nhưng đó cũng là bàn đạp để bản mệnh bứt phá nhanh hơn. Nhiều cơ hội xuất hiện, nếu biết nắm bắt thì dễ gặt hái được thành công. Tình hình tài chính cũng có những dấu hiệu lạc quan, tiêu xài dư giả, không phải lo lắng quá nhiều xem tử vi nhâm tuất năm 2023 nam mạng theo sao hạn, theo sao chiếu mệnh, sao vân hán, văn hán tháng 2 tháng 5, lời qua tiếng lại ăn nằm nào yên, tháng 8 rắc rối than phiền, làm ơn mắc quán, muộn phiền tâm thân, vân hán được coi là trung tinh, không đại hung cũng chẳng đại cát. Gặp sao này chiếu mạng thì công việc ở mức trung bình, tiền bạc cũng bình ổn. Có điều, cần đề phòng thị phi, thương tật, ống đau bất ngờ, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật sau này bất lợi nhất là vào các tháng 2, 8 âm lịch, nên để phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, hạn thiên la, thiên la hạng ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an, thiên la hạn phải lao đao, dẫu khỏi tật bệnh hòa trao phải phòng, gặp hạn thiên la dễ bị tiểu nhân phá phách không yên, đau ống không khỏi, hao tốn tiền bạc. Bệnh tật đa phần do quỷ ma làm nhiễu loạn tâm trí, bản mệnh nên học cách tĩnh tâm và nghỉ ngơi nhiều hơn ác sẽ thuyên giảm tiểu kết, năm 2023, bản mệnh nên đề phòng thị phi khẩu thiệt, thậm chí có thể dính dáng kiện cáo pháp luật sẽ rất trắc rối. Vận tiểu nhân khá vượng, làm gì cũng phải chú tâm cẩn thận. Phương diện sức khỏe cũng không nên chủ quan, thăm khám kịp thời để phát hiện bệnh sớm kẹo tốn tiền tốn của. Xem tử vi 2023 tuổi nhâm tuất nam mạng theo vận niên, gặp vận niên hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây trong năm 2023 tuổi nhâm tuất nam mạng đón thêm nhiều may mắn các lợi cụ thể như sau khi được nhiều trái cây ăn no đủ năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều buôn bán thì đông khách làm ruộng thì được mua vận son đỏ trong năm mới có thể tiến hành nhiều dự định quan trọng kết quả vượt xa tầm mong đợi về chuyện tình cảm mọi thứ đang diễn tiến theo hướng tích cực gia đình trong ấm ngoại êm đón thêm tin vui con cái có điều cần lưu ý đương số nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy chứ đừng dối bản thân mình kẻo phải khổ tâm liên miên. 4. Xem vận hạn tuổi nhâm tuất năm 2023 nam mạng theo tuổi âm, tam tài 2023, tuổi nhâm tuất không phạm tam tài, vận trình năm 2023 bớt phần hung hiểm. Mọi việc nằm trong tầm kiểm soát của đương số. Kim lâu 2023, tuổi nhâm tuất phạm kim lâu tử nếu tiến hành xây nhà cửa hay cưới hỏi trong năm. Vì thế, nên tránh hai đại sự này kẻo không sẽ gây hại cho con cái trong nhà, Hoang Ốc 2023, tuổi nhâm tuất phạm Hoang Ốc. Không tốt cho việc mua hoặc xây sửa nhà cửa, tiểu kết, xét theo tuổi âm, đường số Phạm Hạng Kim Lâu và Hoang Ốc nên không thích hợp để mưu đại sự như xây dựng nhà cửa, cưới hỏi, mở mang sự nghiệp. Kẻo kéo theo nhiều rắc rối về sau. Vấn đề liên quan tới nhà cửa có thể tiến hành thủ tục mượn tuổi tổng kết và đánh giá tử vi tuổi nhâm tuất nam mạng 2023 dựa trên mối tương quan giữa tuổi nhâm tuất nam mạng và lưu niên quý mão 2022 ở nhiều khía cạnh, ngũ hành, thiên can, địa chi, sao hạn, vận hạn theo tuổi âm, sẽ biết được mức độ hợp của tuổi so với năm cần xem tử vi. Nếu độ hợp càng cao thì chứng tỏ vận trình năm càng cát lành, gặp nhiều thuận lợi và ngược lại. Cụ thể như sau đánh giá tử vi 2023 tuổi nhâm tuất nam mạng, xét trên tổng điểm 18, tuổi nhâm tuất nam mạng đạt 10, 18 phần hợp với năm quý mão 2023. Mức độ tương hợp giữa bản mệnh và lưu niên khá cao, kết luận, với nam mạng nhâm tuất sinh năm 1982, năm 2023 nhìn chung sẽ là một năm tốt lành. Bản mệnh có nhiều sự phát triển, mở mang mới, dù đương đầu với sóng gió cũng bình an vượt qua trong năm vẫn nên đề phòng tai bay và gió hay tiểu nhân quấy phá trong công việc. Lời khuyên trên từng phương diện, về công việc, năm 2023 là một năm có tốt có xấu, công việc của bản mệnh vì thế sẽ có thăng có trầm. Nhìn chung bản mệnh sẽ khó nát một vài lo âu nhưng cứ nghiêm túc cố gắng thì có thể tự tay cải biên số mệnh. Gặp khó khăn cũng đừng vội chùng bước bỏ cuộc vì đó là cơ hội để bạn tận dụng đẩy bản thân lên, bước phá mạnh mẽ hơn nếu biết tập trung phát huy thế mạnh thì vẫn đạt được nhiều khởi sắc, dễ được trọng dụng. Về tiền bạc, các nguồn thu của bản mệnh trong năm 2023 được dự báo là mở mang và đa dạng. đời sống vật chất khá dư dả tiêu xài không còn phải quá căng ke như trước. người làm ăn kinh doanh có thể vất vả hơn khi dễ bị tiểu nhân quấy phá và cạnh tranh. để giảm thiểu rủi ro thì cần phải nỗ lực nhiều hơn. tuy nhiên khó khăn nào cũng sẽ qua khi bạn nỗ lực thật nghiêm túc. Về tình duyên, gia đạo, vận trình tình duyên của tuổi này duy trì được sự ổn định, mối quan hệ vợ chồng, gia đình, bạn bè đều không gặp quá nhiều sóng gió. Chỉ cần vợ chồng đồng lòng đồng sức trong mọi việc lớn nhỏ thì nhà cửa luôn ấm êm. Về sức khỏe, sức khỏe của tuổi này trong năm Quý Mão không gặp bất lợi nào quá lớn. Tuy nhiên, do có sao hạn chiếu mệnh nên những việc như đi lại, làm việc nặng nhọc trong năm vẫn phải chú ý đề phòng tai nạn hướng dẫn cách hóa giải vận hạn tuổi nhâm tuất nam mạng năm 2023, việc hóa giải sao hạn không phải là ngăn chặn điều xấu không xảy ra. Mà nó chỉ có thể làm giảm phần nào tai ương, đen đuổi, chuyển từ nặng sang nhẹ mà thôi, cúng giải hạn sao vân hán, văn hớn, văn hán, cách cúng lễ, vân hán sao ấy phải phòng, đầu năm cúng bái thoát vòng tai ương, hầm chín cờ hồng kéo ra, đèn đốt bảy ngọn. Lại về hướng Tây, thời gian, ngày 29 âm lịch hàng tháng. Hoặc có thể tiến hành một lần vào đầu năm mới, sắm lễ, 15 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và ba cây nhang, hành lễ, khi cúng, quay mặt về hướng chính nam mà khấn vái, nam phương bính đinh hỏa đức tinh quân. Bài văn khấn giải sao vân hán năm 2023, nam mô a di đà Phật, con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương, nam mô hiệu thiên chư tôn kim quyết ngọc hoàng thượng đê con kính lạy đức trung thiên tinh chú bắc cực tử vi tràng sinh đại đê con kính lạy ngài tả nam tào lục ti duyên thọ tinh quân con kính lạy đức hữu bắt đẩu cửu hàm giải ách tinh quân con kính lạy đức nam phương bính đinh hỏa đức tinh quân con kính lạy đức thượng thanh bản mệnh nguyên thần chân quân tính chủ con là hôm nay là ngày tháng năm tính chủ con thành tâm sắm lễ hương hoa trà quả đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại địa chỉ để làm lễ giải hạn sau vân hán chiếu mệnh cuối mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn. Ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng, tính chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cuối xin được phù hộ độ trì, nam mô a di đà Phật. Hóa giải sao vân hán theo phong thủy năm 2023, độ phong thủy, vân hán hành hỏa, nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này, bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói. Hành xử, chớ gây thù chút oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý, giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2023 về sức khỏe khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn, những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống đừng ghen tuông vô cớ lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xe ra to về mặt tâm lý gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống không nên tự lo âu phiền muộn thay vào đó hãy tìm người tâm sự chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các các bệnh kỳ quái như trầm cảm